Chỉ còn vài ngày nữa thôi, quả bóng Arilla sẽ chính thức lăn trên các sân vận động tỷ đô tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Lúc này đây, các cầu thủ đang rất nóng lòng được ra sân để hòa chung vào bầu không khí cuồng nhiệt với người hâm mộ trên toàn thế giới. Đặc biệt là các tiền đạo, những người mà suốt ngày qua có lẽ đang rất ngứa ngáy chân tay và khát khao được ra sân thi đấu, ghi bàn nhiều nhất có thể. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng biên tập viên Mai Anh Tài tìm hiểu về những cái tên sáng giá cho danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2022 theo tạp chí 442 vừa bầu chọn ra 10 ứng viên nhé. Harry Kane, đội tuyển Anh. Thứ tự về khả năng giành danh hiệu chiếc giày vàng Golden Boot tại World Cup 2022 giữa các chân sút chủ yếu dựa trên đánh giá của các hãng cá cược hàng đầu thế giới, vốn là những nơi nghiên cứu kỹ nhất về tỷ lệ thành công của các tiền đạo, dựa trên sức mạnh của tập thể, năng lực cá nhân, khả năng vào sâu của từng đội tuyển và khả năng chân sút có trong danh sách bị phong tỏa đến đâu. Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane được đánh giá cao nhất trong danh sách ứng viên cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022. Tại World Cup 2018, Harry Kane chính là chủ nhân giải thưởng chiếc giày vàng với 6 lần sút tung lưới đối phương. Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, ngôi sao 29 tuổi đang đạt phong độ tốt trong mối của Tottenham khi có 13 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo thành bàn sau 13 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đội tuyển Anh Harry Kane cũng được đánh giá là đội bóng có khả năng vào sâu tại giải năm nay. Có thể là vào đến bán kết giống như kỳ giải năm 2018. Nếu vào đến bán kết mà bị loại, việc ghi bàn có thể dễ hơn tiến đến chung kết. Đội bóng thất bại trong trận bán kết sẽ đá trận tranh hạng 3, vô có tính chất hữu nghị hơn nhiều so với sự chặt chẽ của trận chung kết. Kylian Mbappe, đội tuyển Pháp. Xếp thứ hai trong danh sách ứng cử viên cho chiếc giày vàng World Cup là ngôi sao đang lên của đội tuyển Pháp Kylian Mbappe. Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2022 và thứ hai thế giới chỉ sau Haaland. Nếu tiền đạo này rời PSG, mức giá chuyển nhượng của anh được dự đoán không dưới 250 triệu euro, gần 6.400 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 7 năm 2018, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất sau Pele ghi cú đúp trong trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia. Những khoảnh khắc ngôi sao giúp chân sút mới 19 tuổi có lần đầu tiên nâng cao cúp vàng World Cup. Xuyên suốt chiến dịch, Mbappe ghi 4 bàn, thành tích ngang với Antoine Griezmann, Romelu Lukaku hay Cristiano Ronaldo. Sự tự tin đáng kinh ngạc và những bước chạy tốc độ của chàng trai trẻ khiến cả thế giới thích thú. World Cup 2018 là bàn đạp để đưa tên tuổi Mbappe lên tầm cao mới. 4 năm sau đó, World Cup 2022 tại Qatar trở thành cơ hội để chân sút người Pháp đáp trả những chỉ trích hướng về mình suốt thời gian qua và tạo nên di sản vĩ đại trong làng bóng đá thế giới nếu anh mang về danh hiệu vua phá lưới. Karim Benzema, đội tuyển Pháp. Xếp ngay sau Mbappe là chân sút cự phách kiêm tân của bóng vàng châu Âu Karim Benzema. Anh là người đã cặp với Mbappe, tỏa sáng trong lần trở lại đội tuyển quốc gia với 4 bàn sau 4 trận ở giải đấu đó. So với phong độ và danh tiếng, Benzema không hề thua kém đàn em. Thậm chí chân sút 34 tuổi này còn có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp câu lạc bộ với hàng loạt chức vô địch Champions League cùng với Real Madrid. Tiến đến World Cup 2022, Benzema là chủ nhân của danh hiệu của bóng vàng, trong khi Mbappe vẫn chỉ được xem là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Cả hai sẽ cùng cạnh tranh cho danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2022 trên hàng công của tuyển Pháp. Benzema sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 12 năm 2022 và chẳng quá lời nếu xem đây là giai đoạn cuối thu huy hoàng trong sự nghiệp của anh. Benzema đang mơ sẽ tỏa sáng tại World Cup 2022 vào tháng 11 tới để sự nghiệp thực sự trọn vẹn. Lionel Messi, Argentina. Xếp ngay sau Benzema là người có nhiều quả bóng vàng hơn anh, siêu sao Lionel Messi. Tuy nhiên Messi khó giành được danh hiệu vua phá lưới so với Harry Kane và Mbappe vì anh sẽ bị phong tỏa rất kỹ, luôn được các hậu vệ chăm sóc đặc biệt, nên hạng 4 là quá cao so với mặt bậc chung. Dù vậy, thời điểm này, Messi là đầu tàu của Argentina, sở hữu phong độ ấn tượng với 12 bàn thắng, 14 kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường. Anh sẽ mang đẳng cấp cao nhất của mình đến với Qatar để thực hiện giấc mơ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp còn thiếu. Chiếc cúp vàng World Cup vẫn luôn lẩn tránh Lionel Messi, và đó là cái cớ để một số người hạ thấp vị thế của Espulga trong lịch sử làng bóng đá. Dẫu vậy, ai cũng hiểu rằng Messi đơn giản là một trong những cá nhân vĩ đại nhất mà nhân loại từng sản sinh ra. Ở tuổi 35, Messi đã bền bỉ, không ngừng theo đuổi thành công một cách xuất sắc. Và giờ đây thì chắc chắn đã ở vào giai đoạn xế chiều của một sự nghiệp thực sự phi thường. Cristiano Ronaldo, Bologna. Tuy đã sa sút phong độ tệ hại và thường xuyên phải ngồi dự bị tại MU mùa này, nhưng Ronaldo vẫn đứng thứ 5. Gần đây siêu sao 37 tuổi lại vướng vào rắc rối với phát ngôn về MU. Nhưng bỏ qua lùm xùm phía hậu trường câu lạc bộ, Ronaldo đến với Qatar với tư cách người dẫn đầu đoàn Seleka châu Âu chinh phục cúp vàng. Tất nhiên danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2022 cũng nằm trong những mục tiêu mà tiền đạo người Bồ Đào Nha hướng tới. Nên nhớ rằng Ronaldo là người đã kết thúc giải vô địch châu Âu năm 2021 với tư cách là cầu thủ ghi bàn thắng hàng đầu
và anh cũng là chân sút được cho là có thể cùng Bồ Đào Nha vô địch FIFA World Cup năm nay. Xét về thực tế, Ronaldo chắc chắn không thể thay thế khỏi đội hình Bồ Đào Nha và rất khó cho Fernando Santos tìm ra phương pháp tốt nhất. Khả năng lãnh đạo của Ronaldo chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng. Nhưng nếu Ronaldo không thể tạo ra những màn trình diễn quyết định trước những đối thủ gan góc, đội bóng của Santos có thể gặp khó khăn trong việc tiến sâu tại giải đấu này. Neymar, Brazil. Kém Ronaldo một bậc trên bảng xếp hạng là Neymar. Đội tuyển Brazil đang tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Neymar chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất của Selecao ở giải đấu năm nay. Ngôi sao sinh năm 1992 đã có phong độ tốt ở PSG. Anh được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Brazil có lần thứ 6 vô địch World Cup. Neymar gần đây đã được hỏi anh dự kiến sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng tại World Cup này và anh đã trả lời ít nhất là 5. Những bàn thắng trước đây của Neymar tại World Cup 2018 chỉ có 2 bàn khi Brazil bị loại ở vòng tứ kết của giải đấu. Anh có chỉ có được một pha kiến tạo. Tại World Cup 2014, anh ghi 4 bàn và có một pha kiến tạo trước khi dính ấn thương trong một trận tứ kết. Một Brazil không có Neymar sau đó đã bị vùi dập 1-7 trong trận bán kết khét tiếng với Đức. Neymar đang sẵn sàng cho World Cup ở Qatar, nơi anh hy vọng sẽ vượt qua kỷ lục của Pele ở đội tuyển quốc gia để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại giải đấu thế giới cho đội tuyển xứ sở của vũ điệu Samba. Memphis Depay, Hà Lan. Tiếp theo trong danh sách là Memphis Depay ở xứ sở hoa tulip. Tiền đạo người Hà Lan mới chỉ ra sân trong 3 trận đấu trong bóng Barcelona mùa giải này. Hơn nữa, cầu thủ sinh năm 1994 còn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Rõ ràng xét về yếu tố phong độ, theo tiêu chí của Luis Van Gaal, Depay rõ ràng bị gạch tên đầu tiên. Thế nhưng trường hợp của Depay có thể xem là ngoại lệ với Van Gaal. Bất chấp việc ít thi đấu ở mùa này, nhưng Depay vẫn có tên trong danh sách tuyển Hà Lan dự World Cup 2022. Thế nhưng huấn luyện viên Luis Van Gaal sau đó thừa nhận ông không thể đảm bảo suất đá chính cho tiền đạo của Barca. Không loại trừ khả năng Depay phải ngồi ghế dự bị trong vài trận đầu tiên của tuyển Hà Lan ở World Cup năm nay. Lautaro Martinez, Argentina. Một cái tên khác trong đội hình của Argentina nằm trong top 10 là Lautaro Martinez. Antoro có lọt vào danh sách sơ bộ của Jorge Sampaoli chuẩn bị cho World Cup 2018 tại Nga. Nhưng anh ấy đã không được chọn ở danh sách 26 cầu thủ cuối cùng vì Sergio Aguero, Paulo Dybala và Gonzalo Higuain là những cái tên sẽ đồng hành cùng Messi. Lúc này Aguero đã giải nghệ, Higuain từ giá đội tuyển quốc gia và Dybala dính ấn thương. Lautaro là lựa chọn hàng đầu để sát cánh cùng với người đàn anh Messi. 9 bàn sau 13 trận của Lautaro Martinez giúp cho Albiceleste giành chức vô địch Copa America lần đầu tiên sau 28 năm. Hành trình đến vòng loại Qatar 2022 và đánh bại Italia 3-0 ở Finalissima. Trong trường hợp Messi bị kèm cặp quá chặt thì Lautaro Martinez là một đầu ra bàn thắng chất lượng của Argentina. Romelu Lukaku, đội tuyển Bỉ. Xếp áp chót trong 10 cái tên là Romelu Lukaku. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã điền tên Romelu Lukaku dù anh đang chấn thương vào danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Bỉ tham dự World Cup tại Qatar. Ông sẵn sàng chờ Lukaku cho đến khi anh đảm bảo thể trạng để được thi đấu. Được biết rằng Lukaku bị chấn thương gân khuèo cũng như là cơ đùi trong giai đoạn đầu mùa giải 2022-2023. Điều đó dẫn đến việc anh chỉ có 2 trận đấu kể từ tháng 8. Vai trò của Lukaku trên tuyển Bỉ là rất quan trọng. Tham vọng tiến xa của Bỉ tại Qatar sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như thiếu vắng anh trong một thời gian dài diễn ra World Cup. Robert Lewandowski, Ba Lan. Khá bất ngờ khi xếp chót danh sách lại là chân săn bàn ấn tượng Robert Lewandowski, người đang khát khao ghi bàn đầu tiên của mình tại vòng chung kết World Cup. Mới từ Bayern Munich chuyển sang Barcelona, nhưng mạch ghi bàn của Lewandowski không hề gián đoạn. Anh đã có 13 bàn tại La Liga sau 14 vòng và 5 bàn trên 6 trận tại Champions League. Đội tuyển của đội tuyển Ba Lan sẽ gánh vác hy vọng World Cup của đất nước tư cách là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của huấn luyện viên Czesław Michniewicz cho giải đấu tại Qatar năm nay. Ở tuổi 34, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Ba Lan với 76 bàn sau 134 lần ra sân. Anh thực sự đang khát khao ghi bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup vì Lewandowski không ghi dấu ấn nào cho lần tham dự World Cup duy nhất trước đó tại Nga vào năm 2018. Jans Benarek và Grzegorz Krychowiak là hai cầu thủ ghi bàn của đội trước khi rời giải. Ba Lan bị loại ngay từ vòng bảng sau những trận đấu thua trước Senegal và Colombia. Họ chỉ thắng Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng. Và như thế, BV Mai Anh Tài cũng đã điểm qua với anh em 10 ứng viên nặng ký cho danh hiệu chiếc giày vàng tại World Cup 2022. Khá bất ngờ là trong những số cái tên kể trên, không có những Dusan Vlahovic hay là Darwin Nunez. Anh em có suy nghĩ gì về top 10 này? Hãy cho BV Mai Anh Tài biết quan điểm của anh em dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.